Ơi. Rồi, mình bắt đầu nhá. Xin lỗi các bạn là thầy vào hơi muộn. Về cơ bản là cũng chúng ta cũng không thể là xem hết toàn bộ mấy chục file đúng không ạ? Nên là tôi sẽ chọn bất kỳ một cái bài nào trong cái folder mà bạn Thắng bạn đã gửi cho tôi. À, bạn à, xin lỗi bạn Long gửi cho tôi. Bộ đây là chúng ta đang xem bài của bạn Hà bạn đợi một chút, hơi chậm. Thứ nhất là các em lưu ý cái bìa này của mình bây giờ là trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhá, lưu ý sửa nhá, Hà An nhá. Các bạn Dạ lớp vâng ạ. tất cả lớp kiểm tra lại cái bài của mình, nếu mà có lỗi này sửa luôn, chính xác hóa. Phần tìm hiểu chung đơn vị, cái chỗ này mình ghi là doanh nghiệp chứ không phải đơn vị quản lý thi công, vì là công ty, nếu mà đơn vị quản lý thi công ấy, thì nó có thể có nhiều, thì một dự án thì có thể nhiều nhà thầu thi công cơ đấy. Mình chỉ cần tìm hiểu về một cái doanh nghiệp cụ thể thôi. Mình ghi phần tìm hiểu chung rồi này, là một là giới thiệu của doanh nghiệp đấy, thì ghi tên tiếng Anh, tên tiếng Việt, vân vân, lĩnh vực hoạt động đấy. Thực ra ở đây cái phần mục 2 là mã này ấy, các bạn lưu ý là nó phải thêm một cái thứ nữa là chúng ta phải 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 ghi đây là các cái công trình và dự án tiêu biểu, tiêu biểu đấy. Mỗi mới bằng này thế à Hà An ơi? Em bị nhầm file ạ. Ồ. Em nhầm cái này là em làm trước ấy rồi, nhưng mà lúc sau em tìm ấy thì nó lại bị là kiểu nó có hai thầu ấy ạ. Một thầu thì làm cốt ở dưới ngầm với cả một thầu ở trên, thế là em định đổi À, dự thì mình án chỉ cần rồi. tìm tìm hiểu về một cái Ừ, phần anh em mình của một doanh nghiệp thôi. hiểu không? Để nó À mỗi vâng, thế thì em thấy bị hai nên em định đổi dự án ấy ạ. Xong rồi không tìm không hiểu hiểu của sai, thích em công thôi cũng được nhầm. rồi, chứ không cần phải Cố tìm lên hiểu anh của em bắn mình. mọi người ơi, để bị bắn đốt phát mọi À người. mấy Ôi rồi, ông nào đang chơi điện tử đây, À, em ngồi cạnh hem em ạ, nên là súng nơi đấy, nếu súng ống kinh quá.
Bây giờ chuyển qua bạn Ngọc Ánh nhé. Nào, cô Tech Công. Cũng cô Tech Công giống Hà An đây đúng không? Đấy, những cái phần những hoạt động thì bạn ấy rất khá là chi tiết. Đấy, các lĩnh vực ngành nghề. Ừ, các con số nổi bật. Thực ra nếu mà thì cái bảng này thì cơ bản là cho chúng ta nhìn thấy cái tình hình máy móc thiết bị sơ bộ thôi. Thực ra ấy, nếu mà để quản lý nhé, các bạn lưu ý là vì đây chúng ta đang thực tập công nhân nên tôi cũng không không đòi hỏi nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn trên cương vị là một cái nhà quản lý xây dựng ấy, đúng nghề mà sau khi các bạn mình kỹ sư ấy, thì là cái bảng thông tin này nó chưa đủ để dùng chúng ta quản lý đâu. Nếu mà em ghi thế này thì nó rất là khó, chúng ta cần phải thêm biết là cái cầu tháp này nó là của hãng nào đấy, xong rồi tuổi thọ còn lại của nó làm sao đấy nhá, đấy đời máy đấy. Thì vì sao khi mà chúng ta biết được một cái bảng như thế này này thì chúng ta sẽ nắm được là cái tình hình máy móc thiết bị để chúng ta có cái hướng để lập cái kế hoạch sử dụng máy cũng như là cái kế hoạch đầu tư trang bị máy móc thiết bị cũng như là cái cách mà chúng ta sẽ phân phối máy cho các cái dự án khác nhau của mình. Đấy thì chúng ta phải 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 có những thông tin đấy, chứ còn nói mỗi năm hai bộ thế này thì cũng không biết được là như thế nào đúng không ạ? Đấy, chúng ta đây ở đây chúng ta chỉ biết một con số tổng thể thôi. Nhỡ 52 cần cầu tháp này thì 50 cái hết hạn tuổi thọ rồi thì làm thế nào? Đúng không? Thì coi như là 52 cái thì cũng chỉ là 50 thì chỉ là hai cái thôi. Đấy. Thì em hết sức lưu ý cái chỗ này, thì vì là thông tin để quản lý là như thế. Dĩ nhiên chúng ta thực tập công nhân thì chúng ta không cần quan tâm nhiều đến con số này. Bây giờ là chúng ta tìm hiểu về Vincom Landmark à. Rồi, các bạn biết là Vincom Landmark này 81 này là một cái tòa nhà về thuộc dạng lớn nhất của Việt Nam đúng không ạ? Đấy, 81 tầng cao nhất Việt Nam hiện nay rồi đúng không? Đấy, và các bạn biết rằng là cái công trình này nó có thiết kế rất là phức tạp và cái việc thi công của chúng nó của cái tòa này cũng thế, nó đòi hỏi rất nhiều các cái kỹ thuật công nghệ khác nhau mà cũng có thể nói là lần đầu tiên được áp dụng từ Việt Nam. Và cái trình độ tay nghề của tập đoàn Cô Tích Công rất là cao thì người ta với thiết kế team thi công cũng như là có một cái đội ngũ về cán bộ công nhân trình độ cao và lành nghề đấy, khi thi công rất là nhanh và đạt chất lượng rất là cao đấy. Ok này, bây giờ thông tin là xong nhá. Đấy, về cơ bản như tìm hiểu như là của Ngọc Ánh là ổn rồi đấy. Thế bây giờ là thầy hỏi sơ qua nhé, thế Ngọc Ánh nhé. Thế bây giờ trong cái công trình này thì cái chỗ nào nó sẽ có những cái phần việc mà đòi hỏi em phải tìm hiểu dưới vai trò là một người công nhân như là theo cái đề cương ấy, Ngọc Ánh? Em cho thầy là móng á. Móng. Đấy. Thế bây giờ cái móng công trình nó như thế này thì nó cấu tạo thế nào và cái việc thi công của nó sẽ dự kiến làm sao? Cái này em cũng chưa tìm hiểu á. Đấy, cho nên là các bạn lưu ý này, cái cách thức mà chúng ta tìm hiểu ấy thì thầy nghĩ rằng là cái công trình Landmark này là một công trình rất tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Nhưng tuy nhiên thì nó có một cái khó khăn, đó là do cái tính phức tạp của nó cũng như cái kỹ thuật của công nghệ rất cao như đó. Cho nên là nếu mà chúng ta không có một cái kiến thức nhất định ấy, để chúng ta tìm hiểu ấy, để chúng ta hiểu cái công trình này ấy, là nó được thi công bằng những kỹ thuật gì, bằng công nghệ gì ấy, thì chúng ta rất khó có thể là diễn giải và trình bày được các cái kỹ thuật của một người công nhân người ta làm cho trong công trình này.
Đây thầy muốn nói là các em đang tìm hiểu dưới vai trò là của công nhân nhé, chứ không phải của kỹ sư. Đấy, nhưng công nhân thì ít chúng ta cũng phải hiểu cái phần việc của mình thì mình mới làm tốt được. Và các bạn lưu ý, các bạn có chú ý vào trong cuộc sống các bạn thấy không? Để làm tốt một điều gì đấy thì việc đầu tiên là chúng ta phải hiểu về công việc. Đúng không ạ? Ta hiểu về công việc. Đấy. Cái thứ hai đó là gì? Sau khi hiểu nó rồi thì chúng ta phải có những cái động cơ để làm việc. Hiểu rồi nhưng mà động cơ làm việc lại không đúng đắn thì cái kết quả cũng không đến đâu cả. Đấy. Và cái thứ ba là gì? Động cơ tốt rồi, hiểu rõ rồi nhưng mà chúng ta lại không có các cái kiến thức, các cái chuyên môn, các kỹ năng cần thiết thì nó cũng không thực hiện được đúng không ạ? Đấy. Và đồng thời là những cái thứ đó nó phải được thực hiện trong một cái môi trường, trong những cái điều kiện làm việc cụ thể phù hợp. Dĩ nhiên là với những cái công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị thi công mà phù hợp với những cái công việc đúng không ạ? Thế vậy thì ở đây cũng thế. Có người công nhân ấy, người ta muốn làm tốt được thì người ta phải hiểu đã. Ví dụ cái công trình này nó là bê tông khối lớn, chắc chắn bê tông khối lớn thì ít nhất là cũng phải biết được là cái bê tông khối lớn là như thế nào đúng không? Đấy, nó sẽ đầm như thế nào, nó đổ ra làm sao đấy, chứ không phải là cứ đổ như bình thường đấy. Cho nên là lúc đầu thì mới nói là các cái cán bộ và công nhân của cô Tích Công mà làm cái công trình Landmark 81 này là những người có trình độ rất là cao. Đấy, là như thế. Nha. Thế bây giờ khi mình chưa hiểu được là mình phải tìm hiểu đến Ngọc Ánh ạ. Đấy, chứ không hề đơn giản đâu. Đấy. Cho nên là nhìn thì hoành tráng thôi nhưng mà cũng phải xem lượng sức có làm được không. Đấy. Thế bây giờ là với cái công trình này cấu tạo thế này. Ví dụ em tìm hiểu về bê tông cốt thép móng, rồi em tìm hiểu về công tác xây tường, em tìm hiểu công tác ván khuôn. Ở đây thầy có thấy ghi ở đây là cái tòa nhà Landmark 81 này do diện tích rất lớn đấy, nên thầy chắc rằng mà thầy cũng biết chắc là nó dùng ván khuôn nhôm để thi công. Và xin thưa các bạn rằng là cái ván khuôn nhôm này nó được thi công lắp đặt và tháo dỡ của nó khác với cái ván khuôn kim loại định hình của chúng ta đấy nhá, nó không giống đâu. Em mà dùng ván khuôn nhôm em phải dùng cái kỹ thuật của ván khuôn thép định hình và tấm nhỏ như bình thường mà em được dạy cho một thi công là em chết đấy. Đấy, ván khuôn nhôm thì nó khác đấy, nên là lưu ý đấy. Cho nên khi ra trường ấy thì không phải là cứ nhảy vào mỗi cái dự án phức tạp rồi một công trình hoành tráng thì đã tốt đấy, thì vì chúng ta nó đang giống như đứa trẻ ấy, đúng không ạ? Bây giờ nó đang biết lẫy mà lại bắt nó leo cầu thang chắc chết đúng không? Vậy thì nó phải bò đã đấy, xong rồi nó phải vịn cũi nó đi đã đúng không? Xong rồi nó lẫm chẫm nó đi đấy, xong nhanh rồi thì nó mới leo từng bậc cầu thang, leo từng bậc cầu thang tốt rồi thì bắt đầu nó mới nhảy chân sáo trên cầu thang được đấy, thậm chí là gì nó còn nhảy vài bước trên cầu thang ý thế đấy. Cho nên là các bạn hết sức lưu ý là chúng ta cũng phải làm cái gì, làm phải làm từ từ đấy, trừ khi là các bạn có một cái sự cố gắng vượt bậc so với người khác giống như kiểu thánh gióng ấy. Đúng không ạ? Vươn vai một cái là nên đánh giặc ngay đấy, mình thì chắc là không phải đánh gióng đúng không đấy, cho nên là mình phải làm từ từ thôi. Nên là Ánh lưu ý nhé, đấy mình phải tìm hiểu, mà không tìm hiểu là rất khó đấy, hiểu không? Vâng. Đấy. Cái phần 1 này thì thầy không chê gì cả, tốt rồi, thầy nghĩ là ok rồi. Đấy, nhưng mà từ cái chỗ này này thì thầy đang quan tâm là em sẽ tìm hiểu cái công việc của người công nhân làm cho cái tòa Landmark 81 này là những công việc gì. Thế đấy mới là cái quan trọng nhá. Đấy, về phải nghĩ là gay go đấy. Chứ không phải cứ hoành tráng là xong đâu, đến lúc không nói được ấy, không biết ấy. Đấy thế này, giờ vẫn Vũ Xuân Chiến thế này, tên sai, tên
Tên trường là sai hết là vẫn vẫn sai này. Rosetown, Xuân Mai Co sản xuất bao bì và xuất khẩu. Bạn giới thiệu phần tiến độ dự án này mình nhìn thấy toàn là mặt bằng với hình phối cảnh của này thôi, có mỗi cái bạn một tí này là tiến độ dự án. Semi top down bán lắp ghép đấy. Ở đây nó lại có một cái này Chiến lưu ý này, cái thằng Xuân Mai này nó có một cái đặc thù là nó có cái công nghệ lắp ghép đấy, tức là bê tông thì là đổ còn sàn thì lại lắp ghép đấy, cột thì đổ tại chỗ, sàn thì lắp ghép. Thế bây giờ là cái kỹ thuật lắp ghép này đã có không? Đấy. Nên là cái này thì cũng 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 lưu ý nhá. Đấy, thế bây giờ cũng phải tìm hiểu đây cái công trình này các bạn nhìn thấy là nó cũng xây khá nhiều đúng không? Tại vì cái này là cái nó là vừa là gì? Vừa là chung cư đúng không? Vậy chung cư thì nó sẽ có xây tường ở các cái căn hộ. Đấy thì chúng ta sẽ có công tác xây tường. Bây giờ cũng phải đọc xem nhá là cái đặc điểm kết cấu thì thế nào, phần thân lắp ghép bán lắp ghép. Thế vậy thì lưu ý này, cái bê tông bình thường của chúng ta đúng không các bạn, lưu ý là chúng ta có hai lớp hoặc một lớp, nhưng cái này nó lại lắp ghép. Vậy công tác bê tông của chúng ta ở chỗ nào đối với công tác bê tông dầm sàn ở Chiến? Theo thầy là theo em tìm hiểu được thì đầu tiên là nó người ta sẽ dựng ván khuôn dàn giáo trước ạ. Rồi sau đó là họ sẽ để những cấu kiện lắp ghép này và có những phần bê tông đổ bù lên để họ kết nối những cái mối ghép và những cái phần sàn đổ Có bù cần bên trên nữa. phải ván khuôn nữa hả Chiến? Tại vì nếu mà đi thế này nhá thì nó chỉ có ván khuôn cho thằng 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 cột thôi đúng không, thế còn lại thì dầm sàn nó bán nó ghép thì cái chỗ nào lắp ghép mà cái chỗ nào là bán tức là một nửa đấy, tức là trong phần dầm sàn thì có thằng đổ tại chỗ vậy, có thằng gì thi công lắp ghép, vậy trong cái thằng dầm sàn này thì thằng nào là đổ tại chỗ, thằng nào là lắp ghép. Thưa thầy là cái này nó không cả dầm cả sàn đều không phải là hoàn toàn lắp ghép ạ. Mà họ sẽ có những cái cấu kiện đúc sẵn ạ. Rồi sau đó là họ mang đến công trường và họ sử dụng bê tông họ đổ bù lại để họ kết Đúng nối giữa cấu rồi, kiện với nhau ạ. vấn đề là như thế, chứ vấn đề là thầy đang quan tâm đến bây giờ cái dầm sàn này là đổ tại chỗ hay là lắp ghép à? Đúng không, bây giờ em lấy một cái nhà nó có hệ cột, hệ dầm rồi hệ sàn đấy, thế bây giờ là cột thì đổ tại chỗ rồi, cái dầm sàn thì lại bán lắp ghép. Vì thầy thầy đang quan tâm là vậy trong cái thằng dầm sàn này này thì thằng nào là đổ tại chỗ và thằng nào là lắp ghép dầm sàn đấy. Cái này thì các bạn lưu ý là khi mà chúng ta đọc thiết kế là chúng ta phải hiểu nó, chứ không bây giờ nó cái công trình giới thiệu cái công trình mà nó lại không có công tác đổ bê tông dầm thì làm thế nào, thậm chí là gì bây giờ là dầm thì nó cũng lắp ghép vào các cái vai của cột, sau đó là sàn thì lại gác lên đầm, sau đó là người ta sẽ trải một cái lớp thép đấy phi bốn thôi, ví dụ thế. Thế xong đấy thì người ta sẽ đổ một lớp bê tông bù phía trên để làm phẳng mặt đấy. Thế vậy thì cái phần đấy là phần đổ bê tông, nhưng cái phần bê tông này nó chỉ có tí này này đấy, nó chỉ có cái động tác là nó sẽ làm cái phẳng mặt và ẩn những các cái mối nối đấy, chứ không có tính chất chịu lực nhiều. Lực nhiều chính là cái hệ hệ dầm sàn nó phép kia rồi đấy, thầy đang quan tâm em phải tìm hiểu cái đấy. Và khi mà thi công cái đấy thì cái cách thức mà chúng ta đổ bê tông rồi cách thức chúng ta đầm ấy,
nó sẽ khác với cái đầm dầm và đầm sàn toàn khối như bình thường, nhớ không? Đấy, cái đấy là cái mà thầy quan tâm. Thì vì đấy, như thầy nói rồi, khi một ông công nhân ấy mà ông không nắm được cái đặc điểm về kết cấu ấy, đấy, cũng như là tính chất công việc ấy, thì không thể làm tốt được. Đấy, thì vì các bạn biết rồi, đầm bê tông hay buộc cốt thép nó còn phụ thuộc vào kích thước hình dáng của các kết cấu mà đang cần 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 đổ, cần đầm, cần đắp. Là như thế thôi. Đấy. Nên là cái này chúng ta lưu ý rồi. Đấy. Thế bây giờ nhá. Bây giờ tóm lại này, các bạn lưu ý này, qua ba các bạn này thì đấy, thì thầy thấy nó có vấn đề là ở cái đặc điểm kết cấu kiến trúc này, thì thầy nghĩ rằng là các bạn phải bám sát theo cả cái mục tiêu của cái phần 2 của chúng ta nữa. Đó là chúng ta tìm hiểu các cái công tác cụ thể, đúng không? Công tác cụ thể. Đấy. Đây. Tôi dở cái đề cương ra để tôi nói lại cho các bạn. Đây, để cương đây. Đây các bạn lưu ý này, những thông tin chung vị trí kết cấu nha, là chúng tôi về cơ bản là như các bạn biết như kia là ok rồi. Đấy, nhưng tôi chỉ lưu ý lại là không nên chọn cái những thứ mà các bạn không hiểu rõ. Đấy, và các bạn lưu ý này, đây cái giai đoạn xây dựng đang diễn ra trên công trường của chúng ta, vì cái này nó sẽ liên quan đến các công việc mà bạn sẽ phải tìm hiểu, đúng không ạ? Nha, đấy cái phần này này, đấy giai đoạn xây dựng đang diễn ra, ví dụ như thằng Landmark 81 của em nó đã xong chưa Ngọc Anh? Xong rồi ạ. Nó xong rồi, thế vậy xong rồi thì đến đi thực tập làm gì, có hiểu không? Vâng. Ừ, người công nhân là phải gắn liền với một cái dự án đang trong giai đoạn thi công. Đấy, đang trong giai đoạn thi công nhá. Thế còn đương nhiên nói thế này này, chúng ta hoàn toàn có thể giả định rằng là khi em đến cái landmark của em nó chưa xong. Đấy. Bây giờ tôi nói các bạn là các bạn sẽ tìm dự án đang xây dựng tại Hà Nội, dự án đang xây dựng Hải Phòng, dự án đang xây dựng ở Quảng Ninh, dự án đang xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi nói các bạn ấy là nó có một vô vàn luôn, đúng không ạ? Và thầy nói với các bạn là các bạn chỉ cần có được cái tên các bạn search ra thì cơ bản là trên mạng nó sẽ có tương đối đầy đủ các thông tin mà như các em tìm hiểu ở đây. Dự án ấy tên là gì, ai là chủ đầu tư, đơn vị nào đơn vị thi công. Đúng không ạ? Đặc điểm kiến trúc, kết cấu, phối cảnh của cái dự án đang làm đấy là cái gì. Thì nghĩ là cái việc đấy chúng ta hoàn toàn tìm được, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cần lưu ý là cái dự án đấy nó phải đang diễn ra trong dạng xây dựng, chứ không phải làm xong rồi như Landmark 81. Đấy. Và sang cái mục B, nội dung chính em lưu ý đây, yêu cầu này. Thông thường đối với một cái công trình thì bao giờ chúng ta có cái công tác bê tông, công tác cốt thép, công tác ván khuôn, công tác giàn giáo, đấy, công tác xây tường nếu đối với nhà dân dụng, công trình dụng. Và như vậy đây là những công tác chính yếu mà chúng ta buộc phải viết. Thế vậy thì đối với chúng ta thì phải là một cái dự án nó đang diễn ra đấy nhá.
Tức là các tầng cao thì vẫn đang đổ bê tông dần dà, nhưng các tầng dưới thì sao ạ? Nó tháo bắn quân rồi thì nó hoàn toàn đủ điều kiện để tiến hành gì? Xây tường, đúng không? Thậm chí là gì? Bả lăn sơn. Đấy, nhá. Đây này, có các bê tông. Tìm hiểu thành phần công việc trong một quá trình đổ bê tông, biên chế tổ đội bê tông, số lượng thành phần cấp bậc. Đấy, như thế nói rồi, các em đổ một cái khối bê tông khối lớn, như cái đế móng của Landmark ấy, nó cỡ khoảng 1.000-2.000 mét vuông ấy. À xin lỗi, mét khối. So với một cái móng khoảng 300 mét khối thì tôi nói bạn là khác nhau hoàn toàn. Hoặc là như là bạn Chiến đúng không? Làm cái Xuân Mai đây. Đấy, nếu mà em làm thông qua lắp ghép, lớp bê tông nó chỉ có 3-5 phân như này thôi ấy, thì cái việc giải lưới thép nó cũng khác, và cái việc mà chúng ta đầm bê tông nó cũng khác. Nhưng mà nếu mà cái sàn đấy là sàn sườn toàn cối, như học cho học bê tông đúng không? Đấy, thì cái kỹ thuật thi công nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đấy, các bạn lưu ý cho tôi nhé. Ừ, thấy chưa? Đấy, công tác cốt thép, công tác xây tráp tương tự như vậy. Đấy, chỉ coi lên là về phần 1 nhá. Về phần 1 này là các bạn phải sửa đi nhá. Các em phải sửa này. Chính xác hóa thông tin về trường, về lớp, về khoa. Thứ hai đó là cái phần 1 ấy, thì đấy như thầy vừa gợi ý ấy, các em hoàn toàn có thể chọn những công trình, những dự án đang diễn ra tại các thành phố lớn thế này chúng ta. Thậm chí là các em có thể tìm hiểu ở tỉnh các bạn cũng được, không vấn đề gì cả, nhưng mà miễn là cái công trình đấy nó phải đang trong giai đoạn xây dựng. Và tôi khuyên rằng nếu các bạn nào có mối người quen mà có thể đi đến tham quan được ấy, thì chúng ta nên chủ động nha. Thì cái việc mà chúng ta ra nhìn trực tiếp ấy, thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều cho cái việc mà chúng ta tìm hiểu đấy, tìm hiểu máy nha. Đấy, và xong cái phần giới thiệu đấy rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang cho tôi cái phần tìm hiểu về các cái kỹ thuật thi công mà người công nhân phải thao tác, phải thực hiện trên công trường xây dựng. Đối với các công việc như là bê tông, công tác cốt thép, công tác bán khuôn, công tác xây tường. Đấy, nhá. Đấy, công tác xây tường. Các bạn phải nắm được kỹ thuật, phải nắm được các biện pháp an toàn, các bạn phải biết được các cái dụng cụ công cụ được sử dụng để thực hiện công việc. Đấy, dụng cụ công cụ nha, và cũng phải có những cái kỹ thuật để làm nó. Đấy, chứ không phải là muốn làm thế nào cũng được, được chưa? Đấy là cái nhiệm vụ của chúng ta. Mà lịch thì các bạn biết rồi đấy, lịch của chúng ta thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Đấy, nó không hề là lâu đâu, nó rất nhanh. Tuần này trên báo cáo là chúng ta đã tuần thứ mấy chị ạ? Tuần thứ hai rồi đúng không? Các bạn thực tập cho đến ngày 22 tháng 2 thôi đấy. Đấy, nhanh lắm đúng không? Còn một tuần rồi đấy, chúng ta còn có 3 tuần nữa thôi nhá. Thế phải tích cực viết và tìm hiểu đi, được chưa? Mà lưu ý tuần này chúng ta lại dính cái Tết rồi đấy, tuần rồi, cho nên là tuần sau ấy là ăn Tết xong một cái là phải bắt tay vào việc ngay, không là chết toi luôn. Đâu là hôm nay bằng rồi, tuần sau là 30 Tết chưa? Thế vậy thì ngày mùng 7 tháng 2 đúng không ạ? Là ngày đầu tiên chúng ta quay trở lại chúng ta học. Mùng 7 tháng 2 dương lịch và cũng là một ngày mùng 7 âm lịch. Đấy, thì tôi cho các bạn thư cho một tí cái chỗ đấy, vì vừa xong thì các bạn sẽ tiếp tục báo cáo cho tôi vào ngày mùng 10 đi. Nhá, mùng 10 đi. Mùng 10 đó là thứ năm, được không? Nhá. Mùng 10 thứ năm. Báo cáo tiếp cho tôi. Đây tôi viết luôn trên đây.
ngày 10 tháng 2 2022 báo cáo phần thực tập tìm hiểu về công tác đổ bê tông và cốt thép. Đấy, lấy lịch luôn nhá, 10 cốt thép này. Sau đó là ngày 17 tháng 2 2022 báo cáo về công tác ván quân và xây tường. Đấy. Đấy, sau đấy ngày 22 tháng 2 2022 báo cáo full nha. Được chưa? Đấy, và sau khi tôi nhận được báo cáo full đấy thì tôi sẽ kiểm tra và đánh giá để xem ai đủ điều kiện để bảo vệ thì sẽ bảo vệ sau đấy tầm khoảng 2 đến 3 hôm nha. Sau xem sao. Được chưa? Mọi người rõ chưa? Rõ tiến trình chưa? Được ạ. Đấy. Cho nên ăn Tết là cũng phải viết đấy nhá. Rồi cái hôm nay dịch chắc là cũng ở nhà nhiều thôi, không đến nỗi đi chơi nhiều đúng không? Đấy. Ăn chơi không quên nhiệm vụ nhá. Đấy cho nên là các bạn lưu ý cho tôi. Bây giờ là tìm hiểu công tác này thì các bạn lưu ý các bạn xem cho tôi. Xem sách. Kỹ thuật thi công nha. Đấy, và các quy chuẩn tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu xây dựng. Đấy, tôi lấy ví dụ xem là không lên trong máy, cái máy này của tôi có không. Nếu có tôi sẽ gửi cho một ít để ngó. Ở trong cái máy này của tôi nó không có cái đấy, tôi sẽ gửi cho các bạn. Chút nữa tôi sẽ gửi các cái quy chuẩn tiêu chuẩn này để các bạn đọc nhá. Đấy. Rồi, bây giờ còn ai thắc mắc gì nữa nào? Hỏi luôn để tôi giải đáp cả thể cho cả lớp. Em thưa thầy là cái công trình của em tìm ấy nó là đang trong giai đoạn chuẩn bị hoàn thiện rồi thì có được không ạ? Chuẩn bị hoàn thiện rồi thì về nguyên tắc thì nó đang thi công là được. Đấy, tuy nhiên thì các em lưu ý phải hoàn thiện thì chúng ta sẽ tìm hiểu thì thông qua hồ sơ của nó thôi nha. Thông qua hồ sơ của nó thì vì sau đó bạn giới thiệu cho tôi cái mặt bằng của công tác hoàn thiện, ví dụ như là bạn giới thiệu bổ sung thêm ấy,
đấy, với công tác hoàn thiện nó là công tác sơn bảo và công tác ốp lát chẳng hạn thế, hoặc là công tác làm trần thạch cao chẳng hạn thế đấy, thì thêm cái phần đấy vào để minh chứng cho là công tác này là đang giai đoạn hoàn thiện và em cũng đã tìm hiểu công tác hoàn thiện như thế này đấy, để giới thiệu một lít công tác hoàn thiện ra và em chỉ ra một cái công tác hoàn thiện đấy để em làm. Thế còn đương nhiên là những cái phần nề ấy, gọi là nề tức là bê tông cốt thép ván khuôn và xây ấy, phần thô đấy, nề thô đấy, thì các bạn vẫn phải giới thiệu như theo đề cương nhá. Đấy. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Rồi. Rồi, em với thầy ạ. Ừ. Dạ vâng ạ, là dự án của em tìm thì hiện giờ là bên thi công họ đang làm đến phần móng thì em chưa thể tham khảo được thêm cách họ xây tường cũng như là họ hoàn thiện những cái phần khác, hạng mục khác ạ. Thế bây giờ phần móng của em nhá thì nó đã có bê tông, nó có ván khuôn, nó có cốt thép móng rồi. Dạ vâng ạ. Ừ. Thì mình hoàn toàn có thể giới thiệu về 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 đổ bê tông móng, cốt thép móng, ván khuôn móng nhá. Chứ còn ngoài ra nếu mà chưa có xây tường đấy thì như thầy nói rồi, tức là mình hoàn toàn có thể tìm hiểu qua các cái sách, ví dụ như cuốn kỹ thuật thi công mà thầy vừa nói đấy, thì người ta có giới thiệu về các kỹ thuật đấy. Thế còn có một cái phương án như này là cái việc mà chúng ta tìm hiểu công trình những dự án ấy, thì không ai cấm các bạn là có thể tìm hiểu thêm các cái công trình dự án khác. Thế em có thể nói là dụ em như của bạn vừa rồi cũng thế thôi, bạn Trang cũng thế thôi, hoặc là của Long cũng thế thôi. Em giới thiệu như vậy xong em bảo là tuy nhiên thì em có tìm hiểu thêm một cái dự án X nào đấy bên ngoài tên thế này, nó đang thi công đến phần thân thô. Đấy thì nó có công tác cốt thép dầm sàn, có công tác xây tường. Đấy thì em tìm hiểu qua ở cái chỗ đấy. Đấy thì mình có thể đưa một cái mặt bằng xây, rồi là tốt nhất thì thầy nói với bạn này, ở mỗi cái công trình ý, chúng ta luôn luôn có một cái bộ hồ sơ gọi là hồ sơ thi công, biện pháp thi công, hiểu không ạ? Trong hồ sơ biện pháp thi công nó thể hiện rất là chi tiết các biện pháp thi công đấy, xây tường thì bắt mỏ nanh thế nào, mỏ hộc ra làm sao đấy, mỏ giật thế nào đấy, công tác cốt thép cũng như vậy đấy. Mình kết hợp thêm các cái sách của mình nữa và như thế thì mình biết rất là tốt. Đấy. Nhá. Coi như mình tìm hiểu thêm cái dự án ngoài đi, đúng không? Dự án khác. Thế không ai cấm các bạn chỉ làm tìm hiểu một cái đâu. Tôi giới thiệu chi tiết một cái, còn một cái khác là đây là em đi theo bạn em tìm hiểu cùng bạn em. Chưa? Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Gì nữa không? Còn bạn nào nữa nào? À, em với thầy là bọn em có được, như là bọn em mỗi người là một công trình và một dự án, một nhà thầu khác nhau, hay là bọn em có được chung nhóm 2-3 người để làm chung một dự án không ạ? Thực ra thì làm chung thì cũng được, nhưng mà có cái là thế này này, thì vì sợ nhất là các em làm chung nhóm ấy, sau đó là lại không 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 có cái tính chủ động ấy, để dồn hết việc này cho một bạn hoặc hai bạn làm ấy. Và sau đó là cái bài vở nó cứ giống nhau y xì ấy. Đấy, và nguyên tắc cái bài như thế thì tính là bài đi sao chép đi copy, đúng không ạ? Đấy, thì đánh giá nó không hay. Thế còn đương nhiên là cũng không thể tránh khỏi, mà thực ra nó cũng không ai cấm các bạn đi tìm kiếm là viết về cùng một cái. Và thầy nói với các bạn ấy, thực ra mà nói ấy, thì cái việc công trình nó khác nhau hay không chỉ là giới thiệu ở cái phần 1 thôi. Thế còn cái phần 2 ấy, nếu mà nó đã liên quan đến cái công tác cốt thép ván khuôn thì trừ những trường hợp đặc biệt như là của bạn Chiến với của bạn Ngọc Ánh thôi. Thế còn những công trình mà dưới dạng phổ thông khác ấy, ví dụ chung cư cao tầng, người nhà dân dụng, trụ sở, trường học vân vân ấy, thì cơ bản ấy, nó là nó dùng những cái công nghệ và các cái kỹ thuật thi công nó phổ thông. Cho nên là 10 bạn thì cái kỹ thuật đấy nó giống nhau cả 10. Thế vậy thì chúng ta khác nhau cái gì? Nó chúng ta khác nhau về câu văn, cách hành văn, về các hình vẽ, về các bố cục chúng ta đấy, có hiểu không ạ? Cho nên là cái việc mà bạn kiếm một công trình giật cùng với bạn ấy, thì cũng chả nghĩa lý gì cả. Cái quan trọng là anh phải trình bày làm sao bài anh có sự khác biệt với bạn, thế là được, đúng không? Nghe Kiệt nhá. Vâng ạ. Ừ. Hiểu rồi, hiểu vấn đề. Tôi nghĩ là bạn cứ tìm hiểu riêng về công trình thì cũng chả chết ai đâu.
Còn cái phần sau ấy, thầy nói với các bạn là các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cùng nhau được. Đấy, nhưng quan trọng nhất là cái hình vẽ, dụ hình vẽ chẳng hạn thế. Rồi cách thức các bạn thể hiện, cách thức các bạn bố cục. Đấy, là nó có sự khác biệt với người khác, nó thể hiện cái sự sáng tạo và cái sự tìm hòa hiểu của mỗi người thì nó lại khác nhau. Mà thậm chí là tôi nói bạn là nhiều khi bạn cứ làm tốt theo một người khác hoặc là một nhóm người, cái bạn chủ trì bạn làm tốt, nhưng mà đến lúc bảo vệ thì cái người ta làm chủ trì đấy là cái người trực tiếp người ta làm theo cái báo cáo này thì người ta trả lời rất tốt, nhưng bạn là cái người cùng nhóm nhưng mà bạn lại đùn hết việc cho cái ông trưởng nhóm ông làm. Nên khi mà hỏi thì rõ ràng là bài đẹp long lanh nhưng mà hỏi đến đâu chết đến đấy, thế cuối cùng là bài đẹp vẫn cứ trượt, có hiểu không ạ? Đấy, thì quan trọng là thầy muốn là các bạn phải tự tìm hiểu. Thì thực ra đây là một cái dịp để các bạn tìm hiểu cái thực tế đấy và so sánh những cái kiến thức đã được học đấy. Cái thực tế thì các bạn có thể tìm hiểu qua hồ sơ của từng dự án, các bạn có thể tìm hiểu qua các cái video clip mà người ta quay công việc trên công trường. Từ cái việc mà các bạn trực quan, các bạn nhìn các video clip đấy, đúng không? Và các bạn đọc các bản vẽ đấy thì các bạn viết nó thành câu văn của mình, đúng không? Viết thành bài của mình trong ở trong cái báo cáo. Thì thầy nghĩ là như thế thì nó sẽ rất là ok. Nha. Thì thế mới gọi là đi đi thực tập chứ. Chủ động, chúng ta phải 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 chủ động. Chứ còn cứ nói đi copy người khác đến lúc hỏi là vẫn chết đấy. Mà bốn tín ấy, đùa đâu nhá, được không? Em hiểu ạ. Còn bạn thầy là em muốn hỏi thêm ạ. Ví dụ như cái dự án của em nó rộng quá ấy, thì em làm riêng về một hạng mục được không ạ? Như kiểu được. Trong cái dự án đấy nó có tòa nọ tòa kia các thứ. Đúng, mình chỉ chọn một cái làm thôi. Vâng ạ, vâng. Đang là thầy nói mà vẫn chưa rõ lắm mà. Thực ra là em có một cái dự án ấy, em có 10 tòa. Đúng không? Nhưng mà cái tính chất công việc trong từng cái tòa đấy thì về bản chất nó là như nhau. Đổ bê tông thì cũng là như nhau, xây tường cũng là như nhau, cốt pha, cốt thép cũng như nhau. Đấy. Nó chỉ khác là, đấy thầy sợ nhất là nó rơi vào cái trường hợp là cái kết cấu nó đặc biệt. Nó có tính đặc biệt cao và nó dẫn đến là cái tính chất, cái kỹ thuật làm nó có sự khác biệt, giống như là cái tòa Landmark 81 hay là cái tòa mà nó lại thi công vừa đổ, nó không phải nó lại còn bán lõng ghép như là của Hồng Chiến ấy. Đấy, thì nó có sự khác biệt thôi. Thì cái đấy đòi hỏi về điều kỹ. Chứ còn những bạn khác, tôi nói bạn là cái công trình của Trang 10 tòa chẳng hạn thế, đúng không? Nhưng mà 10 hạng mục, nhưng 10 hạng mục đấy y chang nhau thì có gì đâu. Ví dụ bạn vào khu Time City hay Royal City ấy, nó cũng cho hàng bao nhiêu tòa ấy, đúng không? Đấy, nhưng về cơ bản nó cấu tạo cũng là ná nhau, có quái gì đâu. Đấy, nên là không có sự phân biệt gì đây Trang nhé, không vấn đề gì đâu. Em tìm hiểu về công việc chứ em không phải tìm hiểu về cấu tạo của từng tòa nhà. Đấy, trừ khi là trong số các cái tòa đấy nó lại có cái tòa đặc biệt như là của bạn Ngọc Ánh hay là của bạn Chiến thôi. Đấy, còn lại không thì nó cũng hệt nhau thôi, không sao đâu nhé. Rõ chưa? Em rõ rồi ạ. Có bạn nào nữa? Còn ai có ý kiến trao đổi nữa không? Rồi. Thì bây giờ nếu còn không ai có ý kiến trao đổi nữa thì buổi hướng dẫn của chúng ta đến đây là hết nhá. Các bạn lưu ý cái lịch mà tôi gửi cho các bạn ở trong 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 alo. Nha. Đấy. Để nắm được cái tiến độ chưa? Rồi, mời các bạn nghỉ. Rồi, em chào thầy ạ. Bye bye.